ra được nữa nào. Tôi sẽ lắp cho các bạn xem một loại máy bay gọi là máy bay chiến đấu của mấy đứa con ít á. Tôi sẽ lắp đây. Đây. Tôi sẽ lắp nhanh thôi. Nhìn điện thoại này. Đây, đây là chân, hai cái chân đây. Sẽ lắp cánh thêm một cánh tay nữa. Và robot này không có ta, không có hai bên tay. Đây, ta sẽ lắp đầu thân robot đây. Rồi ta sẽ thành một robot hoàn chỉnh. Tôi sẽ đáp thành máy bay cho các bạn xem. Đây là một chiếc máy bay gọi là máy bay phản lực đó, gọi là một loại máy bay cho nên người ta hay làm hay đi á, chắc là như thế luôn.